Xin kính chào quý vị và các bạn, mình tên là Trần Minh Nguyệt, hiện tại đang là CEO của Học viện Sky Academy chuyên đào tạo về giọng nói, kỹ năng MC, thuyết trình đỉnh cao. Ngày hôm nay, Nguyệt làm đoạn thước phim này để gửi lời cảm ơn sâu sắc và nồng hậu tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh TikTok của Nguyệt trong suốt thời gian qua. Để thay cho lời chân đó, Minh Nguyệt xin phép được giới thiệu một khóa luyện giọng cực kỳ ưu đãi. Chỉ với mức học phí rẻ 199.000, chúng ta sẽ sở hữu tấm vé trở thành học viên chính thức của khóa học. Ngày khai giảng được diễn ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. Khung thời gian học, quý vị và các bạn có thể lựa chọn một trong hai khung thời gian: buổi sáng 5 giờ đến 6 giờ, buổi tối 20 giờ đến 21 giờ. Chúng ta sẽ học trong 7 ngày liên tục. Khi tham gia khóa học này, quý vị và các bạn sẽ được giải quyết các vấn đề nhức nhối ở trong giọng nói như là giọng hụt hơi, giọng địa phương, giọng phát âm không tròn vành rõ chữ, giọng không biểu cảm, giọng không nhấn nhá, giọng không kiểm soát được âm lượng, giọng không kiểm soát được tốc độ, giọng chanh chua và rất nhiều những vấn đề nhức nhối khác ở trong giọng nói. Link tham gia được đặt ở đầu trang cá nhân TikTok của Minh Nguyệt. Sky hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. See you!